một xéo ruốc chả không mơ nhiều anh hành riêng và hai xéo không ruốc hành riêng đi anh em. Làm ba gói xéo đi đã. Xéo ruốc chả không mỡ nhiều hành hành riêng và hai xéo ruốc hành riêng anh em. Chị nước này. Đúng không? Là cũng được. Kèm một gói xôi vàng không mỡ không đây. Ờ. Đưa gói nữa, vài nữa không? Hai không ruốc nhiều hành hành riêng, một xéo ruốc chả không mỡ hành riêng và một xôi vàng không mỡ. Bốn gói đi anh em. Lá nghe nào. Buông gói này nha, 4 người à? Xong rồi làm luôn một gói ngô, không thuốc hành riêng nhiều hành nhá. 1, 2, 2, 3, 1. Gói gì à? Mỗi mỡ ruốc. Còn mỡ ruốc à? Đây là một kéo ngô nhá. Ruốc chả là không mỡ hành riêng à?